Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái mẫu cuốn thư rất là lớn. Mẫu cuốn thư này thì được làm từ chất liệu đá xanh rêu nguyên khối của Thanh Hóa và được đơn vị mình chế tác trong vòng là hơn 1 tháng. Với kích thước chân đế là 3m32 và chiều cao đến đỉnh mặt nguyệt là 1m97. Mình cùng anh em thợ đang lắp đặt cái cuốn thư này tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức của thành phố Hà Nội. Đây là khuôn viên của một cái ngôi miếu ở trong làng. Thì các bác ở trong ban xây dựng thì cũng biết mình qua mạng xã hội. Các bác cũng đã liên hệ và trao đổi với mình qua điện thoại, sau đó là tổ chức một buổi đi xuống để thăm xưởng của mình tại Ninh Bình. Các bác đã tin tưởng và ký kết hợp đồng bàn giao cái công trình này cho đơn vị đá Vũ Tài của chúng mình. Và hôm nay sau hơn 1 tháng ký kết hợp đồng thì mình đã lắp đặt hoàn thiện cái công trình này cho các bác. Thì tất cả mọi người đều rất là ưng ý, từ chất lượng đá đến đục chạm kênh bong, đường nét sắc sảo và các mạch ghép với nhau nó rất là khít. Nếu các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về cuốn thư bằng đá thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình. Thì mình sẽ tư vấn giúp cho các bạn chọn được những cái mẫu mã đẹp nhất, ưng ý nhất và quan trọng nhất là hợp túi tiền. Đơn vị của mình là gia công tại xưởng và bán trực tiếp đến tay khách hàng, nên các bạn không cần phải lăn tăn về giá cả và chất lượng các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt follow các bạn nhé.